Chợ Lệm ăn sáng. Ăn đâu được, ăn xong là bán dính được. Ăn hàng đặc sản, cua, ốc. Ngon. Chị cho em xin bát bún nữa. Bún gì nhỉ em? Bát gọi chưa? Gọi rồi. Giống gọi là bún hến ạ. Và cho em bát bún hến. Có thêm ít đậu ạ. Đậu có cả mọc ạ. Đây là sung. Bộ đôi đũa cả kia bún đậu mọc đến. Đấy, xin cảm ơn. Đó là bún đậu mọc đậu sống này, ớt sung và sung tương đặc sản luôn. Đặc sản Chợ Lệm. Mình nào hôm nào mình về mình ăn hàng này nhỉ?